Chu Đại Chánh với Rễ Phụ đi trình rạp các bạn. Mình quay cái đám cưới du quy ở quê miền Tây mình các bạn. Sẵn mình trích vài phút phóng sự để các bạn xem thì vui ha. Dầu ghi chú rể chụp hình ngoại cảnh các bạn. Cô dâu chú rể chụp kỷ niệm với bạn bè. Này thức ăn của dịch vụ nấu ăn các bạn phục vụ đãi đám cưới. Này, nhà gái đãi tiệc buổi chiều các bạn, mời khách 3 giờ chiều. Trời cũng tối rồi các bạn. Số bạn bè này là làm chung công ty với cô dâu đó. Để ban ngày mắc làm tối mới dự tiệc được. Thank you.
gái tối có tổ chức cái lễ xuất giá cho cô dâu các bạn. Cô dâu xá ông bà cái lễ xuất giá, cô dâu mời rượu ông bà và cha mẹ uống mừng cho cô dâu. Tạm biệt các bạn nha, chia sẻ đến các bạn vài phút phim lễ du quy, xem trải nghiệm cho vui. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại trong video sau.